Xin chào tất cả các bạn, mình là Nobita đây. Tiếp tục trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái vấn đề mình đã từng gặp phải khi chơi và kiếm tiền trên Hago. Thì cũng có rất là nhiều bạn gặp cái tình trạng tương tự như mình. Thì hôm trước ấy, thì khoảng ngày 19 tháng 11 là mình có làm một video về rút tiền trên cây tiền Hago này. Thì nếu như các bạn nào xem video đó của mình thì các bạn cũng đã biết hôm đó mình thực hiện là rút 50.000 đồng. Tài khoản của mình hiện tại bây giờ còn 17.000, còn là 18.000. Đây thì mình sẽ xem cho các bạn lịch sử ví. Thì vào ngày 19 tháng 11 năm 2020 thì mình đã rút là 50.000 đồng. 1, 2, 3, 4, 5. Trạng thái là đã nộp rồi nhá. Đó. Bây giờ mình sẽ vào thử rút tiền này. Đây. Thì đây là cái liên kết thành công của mình này. Mức nhận là 10.000 đồng một lượt này. Tên, số điện thoại này. Và mình chọn cái gọi là mạng thẻ Viettel này. Đó. Các bạn thấy không? Hôm nay thì mình lại rút thêm 10.000 nữa. Tuy nhiên thì có một vấn đề các bạn sẽ đặt hỏi ở đây rằng là cái thời gian bao lâu thì mình có thể nhận được tiền. Thì chúng ta sẽ vào cái, các bạn sẽ thoát ra trang chủ này, các bạn vào tôi. Và các bạn vào cái phần trợ giúp này. Đó thì có rất là nhiều cái câu hỏi mà các bạn có thể tìm hiểu ở trong này. Thì tuy nhiên thì cái quy tắc mà để chúng ta rút được tiền ấy thì là sẽ từ 15 đến cho đến là 20 ngày thì các bạn sẽ nhận được tiền. Tuy nhiên thì hiện tại đây các bạn cũng đã biết là giải thưởng sẽ được gửi trong vòng 30 ngày làm việc. Nếu bạn không nhận được giải trong vòng 30 ngày làm việc hãy liên hệ với chúng tôi trong vòng 15 ngày tiếp theo. Nếu không yêu cầu nhận thưởng của bạn sẽ không được chấp nhận. Giải thưởng không được nhận trong thời gian thì sẽ bị vô hiệu hóa, tức là bây giờ thì họ yêu cầu mình là phải xác nhận với họ để xác nhận lại cái vấn đề mình rút tiền. Tuy nhiên thì đến cái thời gian ngày hôm nay thì mình cũng chưa rút được tiền các bạn ạ. Ở trong cái phần tin nhắn của mình thì không thấy có một cái tin nhắn nào là về tiền cả. Đó, đây các bạn nhìn, không có một cái gì cả. Riêng cái có một cái mã xác nhận của Hago đấy, từ cái hôm mà ngày 19 tháng 11 đấy thì mình rút tiền thì họ gửi về cho cái mã này. Và đến nay thì cái tài khoản của mình vẫn chưa có tiền 50.000 đồng từ hôm đó mình rút đến bây giờ. Thì mình cũng tìm hiểu qua rất là nhiều các bạn mà khi làm xem video, nhiều bạn làm ấy hoặc là trên diễn đàn thì người ta nói rằng là không thể rút được trên Hago đâu các bạn nhá. Đó thì mình cũng hiện tại đến bây giờ là hơn 30 ngày rồi mà mình cũng không rút được tiền. Thì mình cũng đã chắc chắn một phần đến khoảng 90% rằng là chúng ta không có hy vọng sẽ rút tiền Hago. Mình nghe như trước quảng cáo là có những ngày kiếm đến 2 triệu hoặc mấy trăm nghìn thì mình cũng chơi. Mặc dù là không phải là kiếm tiền là chính, tuy nhiên thì mình vào đây chơi game là nhiều thôi. Còn cái kiếm tiền thì ngày nào mình về mình cũng tưới cây để cho gọi là cho nó vui thôi. Cũng không ngờ là cũng thấy được mấy chục nghìn và cũng đã rút thử. Thì tuy nhiên là hơn 30 ngày nay thì mình cũng đã không nhận được tiền. Mặc dù là mình đã làm đúng các thao tác và nhập được cái mã mật khẩu để rút tiền của Hago gửi về thì mình vẫn không được rút thành công. Thì qua đây và ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ với các bạn về cái số khó khăn của mình, đó là không rút được tiền trên Hago. Thì không biết là có bạn nào đã rút được hay không, hay là do lỗi mình làm ở sai bước nào. Nếu các bạn biết cách nào thì hãy chỉ giúp mình với nhé. Hiện tại thì mình vẫn chưa tìm ra cái cách nào để khắc phục vấn đề này cả. Thì cũng hy vọng là sẽ được nhận sự giúp đỡ từ các bạn để mình có thể khắc phục trong thời gian sớm nhất. Thì video của mình muốn chia sẻ các bạn về cái vấn đề không rút được tiền trên Hago đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.